Ôn tập cuối năm phần số học. Câu hỏi ôn tập. 1. A. Đọc các ký hiệu. Thuộc, không thuộc. Giao, rỗng. Tập hợp con. B. Cho ví dụ sử dụng các ký hiệu trên. 2. Viết các công thức về lũy thừa với số mũ tự nhiên cho ví dụ. 3. So sánh tính chất cơ bản của phép cộng và phép nhân với số tự nhiên, số nguyên, phân số. 4. Với điều kiện nào thì hiệu của hai số tự nhiên cũng là số tự nhiên, hiệu của hai số nguyên cũng là số nguyên, cho ví dụ. 5. Với điều kiện nào thì thương của hai số tự nhiên cũng là số tự nhiên, thương của hai phân số cũng là phân số, cho ví dụ. 6. Phát biểu 3 bài toán cơ bản về phân số, cho ví dụ minh họa. 7. Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Những số như thế nào thì chia hết cho cả 2 và 5, cho ví dụ. Những số như thế nào thì chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9, cho ví dụ. 8. Trong định nghĩa số nguyên tố và hợp số, có điểm nào giống nhau, điểm nào khác nhau? Tích của hai số nguyên tố là một số nguyên tố hay hợp số? 9. Hãy điền các từ thích hợp vào chỗ trống 3 chấm trong bảng so sánh cách tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số. Các em kẻ bảng gồm có 3 cột, 4 hàng. Hàng thứ nhất cột 1, cách tìm. Cột 2, ước chung lớn nhất. Cột 3, bội chung nhỏ nhất. Hàng thứ hai cột 1, phân tích các số ra thừa số nguyên tố. Hàng thứ ba cột 1, xét các thừa số nguyên tố. Hàng thứ tư cột 1, lập tích các thừa số đó, mỗi thừa số lấy với số mũ. Bài tập 168. Điền ký hiệu thuộc, không thuộc, tập hợp con, giao, thích hợp vào ô vuông. Âm 3 trên 4. Ô vuông Z. 0 ô vuông N. 3,275 ô vuông N. N ô vuông Z bằng N. N ô vuông Z. Bài tập 169. Điền vào chỗ trống. A. Với A, N thuộc các số tự nhiên. A mũ N bằng A nhân A nhân A 3 chấm A. 3 chấm là thừa số. Với 3 chấm. Với A khác 0 thì A mũ 0 bằng 3 chấm. B. Với A, M, N thuộc các số tự nhiên. A mũ M nhân A mũ N bằng 3 chấm. A mũ M chia A mũ N bằng 3 chấm với 3 chấm. Bài tập 170. Tìm giao của tập hợp C các số chẵn và tập hợp L các số lẻ. Bài tập 171. Tính giá trị các biểu thức sau. A bằng 27 cộng 46 cộng 79 cộng 34 cộng 53. B bằng âm 377 trừ mở ngoặc 98 trừ 277 đóng ngoặc. C bằng âm 1,7 nhân 2,3 cộng 1,7 nhân mở ngoặc. Âm 3,7 đóng ngoặc trừ 1,7 nhân 3 trừ 0,17 chia 0,1. D bằng 2 3/4 nhân mở ngoặc âm 0,4 đóng ngoặc trừ 1 3/5 nhân 2,75 cộng mở ngoặc âm 1,2 đóng ngoặc chia 4/11. E bằng tử số mở ngoặc 2 mũ 3 nhân 5 nhân 7 đóng ngoặc nhân mở ngoặc 5 mũ 2 nhân 7 mũ 3 đóng ngoặc chia mẫu số mở ngoặc 2 nhân 5 nhân 7 mũ 2, đóng ngoặc, mũ 2. Bài tập 172. Chia đều 60 chiếc kẹo cho tất cả học sinh lớp 6C thì còn dư 13 chiếc. Hỏi lớp 6C có bao nhiêu học sinh? Bài tập 173. Một cano xuôi một khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết 5 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 3 km/h, tính độ dài khúc sông đó. Bài tập 174. So sánh hai biểu thức A và B, biết rằng A bằng
2000 trên 2001 cộng 2001 trên 2002. B bằng 2000 cộng 2001 trên 2001 cộng 2002. Bài tập 175. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Biết rằng để chảy được nửa bể, một mình vòi A phải mất 4 giờ 30 phút, còn một mình vòi B chỉ mất 2 giờ 15 phút. Hỏi, cả hai vòi cùng chảy vào bể đó, thì sau bao lâu bể sẽ đầy? Bài tập 176. Tính. A. 1. 13 phần 15 nhân 0,5 bình phương nhân 3 cộng mở ngoặc 8 phần 15 trừ 1 19 phần 60 đóng ngoặc chia 1 23 phần 24. B. Tử số là mở ngoặc 11 bình phương trên 200 cộng 0,415 đóng ngoặc chia 0,01 trên mẫu số là 1 phần 12 trừ 37,25 cộng 3 1/6. Bài tập 177. Độ C và độ F. Ở nước ta và nhiều nước khác, nhiệt độ được tính theo độ C, chữ đầu của Celsius. Ở Anh, Mỹ và một số nước khác, nhiệt độ được tính bằng độ F, chữ đầu của Fahrenheit. Công thức đổi từ độ C sang độ F là F bằng 9/5 nhân C cộng 32. F và C ở đây là số độ F và số độ C tương ứng. A. Tính xem trong điều kiện bình thường, nước sôi ở bao nhiêu độ F? B. Lập công thức đổi từ độ F sang độ C, rồi tính xem 50 độ F tương đương với bao nhiêu độ C? C. Ở Bắc Cực có một thời điểm mà nhiệt kế đo độ C và nhiệt kế đo độ F cùng chỉ một số, tìm số đó. Bài tập 178. Tỷ số vàng. Người cổ Hy Lạp và người cổ Ai Cập đã ý thức được những tỷ số đẹp trong các công trình xây dựng. Họ cho rằng hình chữ nhật đẹp là hình chữ nhật có tỷ số giữa chiều dài và chiều rộng là 1 chia 0,618. Các hình chữ nhật D, P, L, C, A, P, L, B, H, G, L, B, v.v. trong hình 17. Vì thế, tỷ số này được gọi là tỷ số vàng, theo cách gọi của các nhà danh họa và nhà khoa học người Ý nổi tiếng. Leonardo da Vinci. Khi nghiên cứu kiến trúc của đền cổ Parthenon ở Athens, Hy Lạp, người ta nhận xét kích thước của các hình học trong đền phần lớn chịu ảnh hưởng của tỷ số vàng. A. Các kích thước của một hình chữ nhật tuân theo tỷ số vàng, biết rằng chiều rộng của nó đo được 3,09 m, tính chiều dài của hình chữ nhật đó. B. Chiều dài của một hình chữ nhật là 4,5 m, để có tỷ số vàng thì chiều rộng của nó phải là bao nhiêu? C. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 15,4 m, chiều rộng là 8 m. Khu vườn này có đạt tỷ số vàng không?